Căn phòng số 209 bí ẩn. Đoạn video này được ghi lại vào năm 2003 từ camera an ninh của một khách sạn không rõ tên. Một nhân viên khách sạn được cử đi điều tra tiếng hét phát ra từ phòng 209, phòng mà theo sổ sách thì đang trống. Khi người đàn ông tiến lại gần cửa phòng, tiếng hét càng trở nên rõ ràng và đầy ám ảnh. Người nhân viên hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? John, một thành viên khác của khách sạn qua bộ đàm đã khuyên người nhân viên nên đợi, vì cảnh sát đã được thông báo và đang trên đường tới. Tuy nhiên, anh ta quyết định vào phòng ngay lập tức. Chỉ ít lâu sau khi người đàn ông bước vào phòng, một hình bóng mờ ảo xuất hiện, trượt dọc hành lang trước khi đèn trong khách sạn chớp tắt liên tục. Khi rời khỏi phòng, người đàn ông trông rất hoảng hốt. Anh cho biết không hề có ai trong phòng, nhưng tất cả nội thất bị lật tung, thảm bị xé rách và vòi sen thì đang chảy. Đoạn video kết thúc đột ngột mà không có bất kỳ lời giải thích nào về những gì thực sự xảy ra trong căn phòng số 209. Liệu đây có phải là hồn ma hay chỉ là một trò đùa ác ý? Nhưng nếu đó là trò đùa, bạn sẽ giải thích thế nào về hình bóng mờ ma quái đã rời khỏi phòng? Bạn có tin đây là một câu chuyện có thật? Hãy để lại bình luận bên dưới và cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm những câu chuyện kỳ bí như thế này nhé!